Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay cơ sở chúng tôi đang lên một số đơn hàng rất là lớn. Vâng, trên màn hình quý vị đang nhìn đó chính là Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ Mân Côi chấp tay có chẳng hạt, áo trắng, cao 1m60. Vâng, được sơn, chất lượng sơn rất là bền, rất là đẹp, được phủ 2K của Nhật ngoài rời. Vâng, 1m60. Kính thưa quý vị, hôm nay cơ sở chúng tôi đang lên các đơn hàng mà quý vị đã đặt từ trước. Đây, kính thưa quý vị có thể nhìn rõ các đơn hàng các anh em đang vận chuyển các đơn hàng lên xe để chuyển tới tay quý vị đã đặt từ trước. Vâng, một số đơn hàng của các sơ cũng như các gia đình mà mua sỉ. Vâng, thưa quý vị, đang rất là nhiều hàng các kích cỡ khác nhau. Hành thì xe chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận các gia đình quý vị đã đặt đơn lẻ và cũng một số các sơ đã đặt đơn đóng sỉ để bán tới tay toàn thể quý vị giáo dân. Vâng, cơ sở vũ cũng xin kính chào toàn thể quý khách nào mà đang có nhu cầu về ảnh tượng mới xây dựng nhà xong, xin lưu ý tới xưởng Vũ Đức chúng tôi. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách một cách rất là chu đáo. Vâng, cuối video cũng xin kính chúc mọi người an bình, hạnh phúc.